tổng sản lượng quốc gia của Nhật Bản giảm trong quý thứ ba. Hôm thứ Hai, số liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy nền kinh tế của quốc gia này đã giảm 0.9% trong 3 tháng, từ tháng 6 cho đến tháng 9. Số liệu này cho thấy tăng trưởng đã bị chậm lại và các căng thẳng với Trung Cộng đang đẩy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào suy thoái. Sự suy giảm trong tổng sản phẩm quốc gia đánh dấu sự suy thoái đầu tiên trong 3 tam cá nguyệt và cho thấy một suy giảm 3.5% hàng năm. Này, Nhật Bản đang bị áp lực phải tiếp tục đẩy mạnh kích thích tiền tệ bởi vì do một đồng yên mạnh và do một cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Cộng, cộng thêm vào tác động của sự chậm lại của xuất khẩu toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihiko Noda, đã nói với một ủy ban ngân sách Hạ viện rằng sự suy giảm 3.5% của tổng sản lượng quốc gia tính trên cơ sở hàng năm là một điều rất nghiêm trọng. Ông Noda nói thêm rằng ông sẽ đối phó với chính sách kinh tế với một ý thức cấp bách. Nền kinh tế của quốc gia Nhật Bản vượt cao hơn so với hầu hết các nước trong nhóm 7 đồng nghiệp trong nửa đầu năm nay nhờ tiêu dùng cá nhân mạnh mẽ và chi tiêu cho công trình tái xây dựng từ trận động đất năm ngoái. Nhưng sự tăng trưởng đã bị đình trệ kể từ đó và nhiều nhà phân tích dự kiến Nhật Bản sẽ bị hai tam cá nguyệt suy giảm nữa, sẽ dẫn đến suy thoái trong nửa cuối năm nay do nền kinh tế của Trung Cộng bị chậm lại và cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu đang ngày càng nghiêm trọng hơn, đã ảnh hưởng đến xuất khẩu.